Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Shonen Action. Chúc các bạn có một ngày đầu tuần vui vẻ và may mắn. Đã khá lâu rồi chúng ta chưa trở lại bộ phim anime Boruto thế hệ mới bởi vì chưa có nhiều tình tiết hấp dẫn. Tuy nhiên gần đây trong review xem trước Boruto tập 125 đã thu hút sự chú ý của mình và rất nhiều người hâm mộ bộ phim này. Bạn thấy đấy, Boruto được nhìn thấy là đã sử dụng Jougan, đôi mắt độc đáo hiếm thấy của cậu ta. Làm thế nào để Boruto có thể sử dụng Jougan một lần nữa? Hãy cùng mình đến với video review phân tích Boruto tập 125 nhé. Thứ nhất, Shinki đã trở lại. Trong tập trước, nhờ kế hoạch của Boruto cùng sự quyết tâm lấy thân mình làm mồi nhử thì Shinki đã hoàn thành nhiệm vụ được đặt ra là cậu có thể đi đến khu vực lãnh thổ của Hỏa Quốc. Ở đó, Shinki đã bị Mirai Sarutobi chặn lại. Shinki yêu cầu gặp lại Hokage hoặc nói chuyện với bất cứ ai cấp Jonin trở lên. May mắn là Shai đã đến, vì vậy Shinki có thể truyền đạt lại tất cả những gì đã xảy ra tại làng cát. Sukaku cũng đã được đưa cho Shai để bảo vệ và trao cho Naruto. Sau đó, Shinki, người dường như đã thực sự bắt đầu bị ảnh hưởng bởi Boruto, đã quay trở lại trận chiến và giúp Boruto. Thứ hai, sự thức tỉnh bí ẩn của Jougan. Đây là một sự xuất hiện bất ngờ khiến người xem Boruto tò mò. Hóa ra con mắt Jougan của Boruto đã tự xuất hiện trong Boruto tập 125 này. Trận chiến với Urashiki đã khiến con mắt Jougan tự kích hoạt trong tình huống cận kề nguy hiểm. Urashiki sử dụng Rinnegan của mình để dịch chuyển tức thời thông qua cánh cổng thời không. Điều này làm cho việc tấn công của Boruto và Shinki trở nên khó khăn. Sau đó, Jougan của Boruto đã hoạt động và giúp cho Boruto và Shinki có thể đánh trả lại tên Urashiki. Vậy, tại sao con mắt Jougan có thể hoạt động một cách đột ngột? Đây cũng là một điều bí ẩn. Rõ ràng, Boruto có thể sử dụng con mắt này. Có thể là dịch chuyển qua cổng thời không, lặp đi lặp lại của Urashiki đã cộng hưởng đến con mắt của Jougan. Điều độc đáo ở đây, đó là con mắt Jougan dường như có thể nhìn thấy tương lai một chút. Boruto có thể tính toán nơi Urashiki sẽ xuất hiện, vì vậy Boruto và Shinki có thể chuẩn bị trước đòn tấn công cũng như né tránh dễ dàng hơn. Bây giờ, Urashiki đã nhận ra đôi mắt của Boruto là Jougan. Không chỉ vậy, Urashiki trông khá lo lắng về đôi mắt đó. Hắn cảm thấy khó chịu khi trông thấy con mắt Jougan này. Có lẽ bởi vì nhờ vào con mắt Jougan thì Boruto có thể đọc được vị trí nơi mà Urashiki xuất hiện. Vì thế, phản ứng của Urashiki là ghét con mắt Jougan, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Thứ ba, Sasuke đã trở lại. Ngoài ra, kể cả với sự trợ giúp của Jougan, Boruto và Shinki vẫn còn quá non trẻ về sức mạnh cũng như kinh nghiệm chiến đấu nên sẽ không có cơ hội giành chiến thắng khi đối đầu với Urashiki, một nhân vật có thể chiến đấu với Gaara và Sasuke cùng một lúc. Kết quả tốt nhất cả hai đạt được đó là trì hoãn thời gian cho đến khi ai đó xuất hiện tiếp viện, nếu không, cả hai sẽ chết. May mắn là Sasuke đã xuất hiện, đó là những gì đã xảy ra trong tập 125 này. Mặc dù cả hai thực sự có thể làm tổn thương Urashiki, nhưng sau đó Shinki và Boruto đã kiệt sức. May mắn thay, Sasuke đã đến, bản thân Sasuke cũng kiệt sức, nhưng anh có thể buộc Urashiki chạy trốn. Thật may mắn, nếu Urashiki quyết liệt hơn thì có lẽ cả ba đã thua thảm hại và mất mạng. Thứ tư, Kankuro vẫn còn sống sót. Sau trận chiến với Boruto, Shinki và Sasuke với Urashiki kết thúc, bộ phim cũng đã tiết lộ rằng Kankuro vẫn còn sống. Trước đó, sau trận chiến với các hình nhân thì mọi người đã không tìm thấy Kankuro bởi vì anh ta đã sử dụng tuyệt chiêu là nấp trong một con hình nhân của mình và rời khỏi nơi xảy ra vụ nổ. Temari và Shikadai cũng vẫn còn sống sót, cả hai được tìm thấy bởi các ninja của làng cát. Thứ năm, cuối cùng, Shinki và Boruto là bạn bè. Shinki có thể vẫn còn khúc mắc với Boruto, nhưng một khi anh thấy việc Boruto coi mình là bạn, Shinki dường như cũng không ghét Boruto nữa. Mặc dù Shinki không đập tay với Boruto, nhưng cách lựa chọn từ ngữ của mình đã chứng minh việc Shinki đã thừa nhận Boruto và yêu cầu Boruto tự chăm sóc bản thân và không được chết. Điều thú vị là trong tương lai, Shinki sẽ trở thành một đồng minh mạnh mẽ của Boruto, giống như Sasuke, người bây giờ là một người bạn tâm tình của Naruto. Vậy là trong phần anime bộ phim Boruto thì Boruto đã bắt đầu sử dụng được Jougan cũng như cung cấp cho chúng ta một số năng lực của con mắt này. Có lẽ trong tương lai, con mắt này sẽ được Boruto sử dụng nhiều hơn. Chúng ta sẽ cùng chờ xem nhé. Ngoài ra, mặc dù bộ phim anime Boruto đang dài lê thê và chưa có điểm trọng tâm, nhưng manga truyện Boruto lại cực kỳ hấp dẫn khi xuất hiện nhân vật Jigen. Và Jigen đang có một trận chiến với cặp đôi Naruto và Sasuke, và đừng bỏ lỡ bộ truyện Boruto nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ nhấn like, subscribe để được đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé.